dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chọn ai thay thế Duy Mạnh ở trận đấu với Malaysia? Với chấn thương của Duy Mạnh, huấn luyện viên Park Hang-seo rất đau đầu để chọn ra phương án thay thế trung vệ của Hà Nội FC tại tuyển Việt Nam ở trận đấu với Malaysia sắp tới. Còn chưa đầy một tháng nữa, trận lượt về giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra. 3 điểm ở cuộc đọ sức này giúp đoàn quân của ông Park Hang-seo tiến gần hơn tới mục tiêu vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên mới đây, chiến lược gia người Hàn đã nhận thêm một tin không vui từ hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh gặp phải chấn thương khá nặng khi tham dự trận tranh siêu cúp quốc gia 2020. Nhiều khả năng, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội sẽ không kịp bình phục để góp mặt ở trận đấu với Malaysia sắp tới. Duy Mạnh với Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng là bộ ba trung vệ ưa thích của ông Park Hang-seo trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra. Việc thiếu vắng một trong ba mắt xích quan trọng nơi hàng phòng ngự khiến ông Park đau đầu trong việc lựa chọn những cầu thủ thay thế. Thời điểm hiện tại, phương án khả thi nhất chiến lược gia người Hàn có thể sử dụng chính là đồng đội của Duy Mạnh tại Hà Nội FC, Nguyễn Thành Trung. Thời điểm hiện tại, phong độ của Thành Trung đang là rất ổn định. Anh vừa chơi một trận xuất sắc tại siêu cúp quốc gia 2020 cùng Hà Nội FC. Trước đó, Thành Trung cũng là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Trung vệ của Hà Nội FC cho thấy anh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà có khả năng tham gia tấn công tốt ở giải đấu vừa qua. Ngoài ra, huấn luyện viên Park cũng có thể sử dụng Đàm Văn Hậu như một trung vệ. Đây không phải một vị trí quá lạ lẫm với hậu vệ 20 tuổi của bóng đá Việt Nam. Thời gian qua trong màu áo Jong Heung-min, Đàm Văn Hậu liên tục được sử dụng trong vai trò trung vệ. Cầu thủ quê Thái Bình thi đấu tương đối xuất sắc, góp công lớn vào thành tích giành 4 chiến thắng liên tiếp của đội bóng ở giải dự bị của Hà Lan. Tại SEA Games 30, ông Park cũng đã từng thử nghiệm phương án này và thu được kết quả rất tốt. Ngoài hai cầu thủ kể trên, ông Park còn có những phương án khác như Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Ngọc Bảo. Tuy nhiên đều là những cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc sử dụng nhóm cầu thủ tại vòng loại World Cup 2022 sẽ mang lại rủi ro lớn cho tuyển Việt Nam. Duy Mạnh chấn thương nặng, nguy cơ lỡ trận gặp Malaysia. Dính chấn thương nặng ở trận siêu cúp quốc gia, trung vệ Duy Mạnh khó có thể kịp bình phục trước trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Hà Nội giành siêu cúp quốc gia 2019 sau trận thắng thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã phải trả giá đắt với chấn thương của trung vệ Duy Mạnh. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, sau một pha va chạm với cầu thủ đội chủ nhà, Duy Mạnh ôm đầu gối, nằm sân đau đớn. Ngay lập tức cáng được đưa vào sân, trung vệ câu lạc bộ Hà Nội bật khóc khi cảm nhận chấn thương của mình khá nặng. Sau trận, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết các bác sĩ e chấn thương của Duy Mạnh khá nặng, có cụ thể ra sao, ngày 2 tháng 3 kiểm tra mới biết rõ. Trước mắt, Duy Mạnh đã được nẹp cố định chân phải, anh không thể tự đi lại mà phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ và đồng đội. Theo dự đoán, có thể Duy Mạnh gặp vấn đề dây chằng đầu gối. Nếu Mạnh gắt chấn thương nặng thì đây không chỉ là tổn thất với câu lạc bộ Hà Nội mà còn với tuyển Việt Nam. Ngày 21 tháng 3 tới đây, tuyển Việt Nam tập trung cho trận làm khách quan trọng trước Malaysia vòng loại World Cup 2022 ngày 31 tháng 3 tại Kuala Lumpur. Thời gian còn chưa đầy một tháng, rất khó để Duy Mạnh kịp hồi phục. Mất Duy Mạnh là tin không vui với ông Park Hang-seo trong bối cảnh Việt Nam không có sự phục vụ của Đình Trọng, Trọng Hoàng do án thẻ phạt. Thầy Park còn Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, nhưng có thể hàng thủ của Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không có Đỗ Duy Mạnh. Phát biểu sau trận thắng thành phố Hồ Chí Minh giành siêu cúp quốc gia, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi hài lòng với lối chơi của đội, chúng tôi thi đấu mạnh dạn với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng tiến bộ qua từng trận ở AFC Cup. Hà Nội FC đã khóa được ngòi nổ Phi Sơn, tôi rất hài lòng về điều này." Hà Nội FC trở về vào ngày 2 tháng 3, ngay buổi chiều sẽ hồi phục để chuẩn bị trận khai màn V-League. Chúng tôi có theo dõi Nam Định đá giải tập huấn, họ mạnh hơn rất nhiều, vừa vô địch cúp Viettel mở rộng nên rất khó khăn cho Hà Nội FC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.